Chào các bạn, trong video này F Channel sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng ứng dụng Mocha. Và cái tiếp theo sau khi chúng ta đã kích hoạt tài khoản thành công, trong trường hợp nếu các bạn sử dụng SIM lắp trên chính điện thoại tải và đăng ký Mocha thì các bạn chỉ cần vào mục danh bạ thì sẽ thấy danh bạ được đồng bộ sang ứng dụng Mocha và có biểu tượng Mocha sau những số thuê bao đã tải và sử dụng Mocha thành công. Thì với những số này các bạn sẽ gửi tin nhắn bình thường, chat bình thường, hoặc ở phía dưới này các bạn thấy có những số có chữ mới như đây. Thì đây là những số thuê bao chưa đăng ký sử dụng Mocha, thì các bạn kích vào bấm đồng ý. Hệ thống sẽ gửi tin nhắn về những số thuê bao đó mời đăng ký sử dụng Mocha. Tiếp theo nữa, các bạn kích vào biểu tượng chat như thế này để tìm kiếm nhập tên hoặc số điện thoại để mời chat những số mà chưa có trong danh bạ điện thoại. Hoặc với Lumia cũng như vậy, nhưng biểu tượng Lumia thì khác một chút. Là ở đây các bạn ở ngoài danh bạ, các bạn trở ra một danh bạ như này, các bạn bấm vào hình kính lúp. Sau đó kích vào đây rồi tiến hành nhập tên hoặc số. Thì ở đây mình sẽ nhập một số điện thoại mà chưa có trong danh bạ, sau đó tìm kiếm, kích vào. Rồi đã tìm kiếm thành công, báo luôn số này không thuộc danh bạ của bạn, chặn hoặc thêm. Các bạn kích vào thêm chính là thêm số này vào trong danh bạ của điện thoại, sau đó sẽ điền tên người đó vào. Thì có thể chat hoặc các bạn kích luôn vào đây để chat này. Bấm gửi đi. Và đây mình đã nhận được luôn ạ. Như vậy là đã thành công ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ channel. Xin chào các bạn.